quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh nhân viên ngân hàng nhắn tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng, nhất là thời điểm cuối năm khi nhu cầu giao dịch thanh toán tăng cao. Để tránh gặp phải tình trạng trên, nhân dân cần đề cao cảnh giác. Những tin nhắn thường có nội dung thông báo rằng tài khoản của khách hàng đang đăng nhập trên thiết bị khác và yêu cầu khách hàng bấm vào đường liên kết link giả mạo. Nếu khách hàng làm theo, thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng ngay lập tức sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt. Thủ đoạn này không mới và liên tục được ngân hàng cảnh báo, nhưng các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi nội dung tin nhắn SMS giả mạo khiến không ít khách hàng sập bẫy. Trước tình trạng trên, nhiều ngân hàng như Sacombank, Vietcombank, Vietinbank, Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV đều khẳng định không gửi tin nhắn SMS đi kèm các đường link đăng nhập dịch vụ. Các tin nhắn có đường link đăng nhập dịch vụ đều là giả mạo. Do vậy, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không bấm vào đường link nếu nhận được tin nhắn có nội dung tương tự như trên. Trong trường hợp đã bấm vào đường link và tiết lộ thông tin, khách hàng ngay lập tức thực hiện khóa dịch vụ, gọi điện đến tổng đài hoặc đến các điểm giao dịch trong giải chính để được giúp đỡ.